Hello anh em nha. Đây đây anh em ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu bao đấm trụ đứng dành cho trẻ em ha. Đây ba cái trụ hiện tại bên mình đang có màu đỏ màu xanh dương này, dành cho bé rất là tuyệt vời ha. Trụ này là chúng ta sẽ sử dụng để các bé tập đấm tập đá nha. Bé từ khoảng tầm 3 tới 12 tuổi là có thể tập được cái trụ này rồi nha. Đây ok, bên mình đang hiện tại đang có chương trình là ưu đãi tặng kèm găng tay Yesen dành cho bé để bé có thể tắm với cái trụ đứng này đó, khác biệt không bị chấn thương tay nha. Đó, bên mình màu màu găng tay thì bên mình có bốn màu đỏ vàng, tôi xin lỗi các bạn, đỏ xanh dương hồng và xanh lá như thế này, khá bắt mắt nha. Đấy, còn trụ đứng của bên mình bây giờ mình sẽ phân tích sâu hơn cho các bạn một xíu. Trụ đứng bên trong này là chất liệu bên trong là những cái lớp mút chuyên dụng cũng như là cao su non ở bên trong khá là êm nè, coi các bạn xem nè, khá là êm ha. Đây, các bé tập sẽ không bị chấn thương tay nha. Các bạn sử dụng những cái cái tay của bé từ 3 tới 12 tuổi khá là yếu thì cho nên mình nên sử dụng những cái trụ này để các bé tập sẽ không bị chấn thương. Còn ở trên thị trường đang có những cái sản phẩm là trụ hơi thì mình thấy nó khá là yếu, trụ hơi này quá yếu, các bé tập một thời gian cái đấm cái trụ đó sẽ bay mất tiêu luôn, cho nên cái mình thấy cái giải pháp về cái trụ đứng này khá là tiện lợi, bởi vì cái sức đấm của các bé không cao không mạnh, cho nên hiện tại bên nhà cung cấp chỉ sử dụng cái cục hít này, mình thấy cái cục hít này đã là khá tuyệt vời rồi ha. Hết xuống sàn như thế này để các bé tập là rất là tuyệt vời, các bạn có thể dễ dàng di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác ở trong căn nhà của các bạn hoặc là cái căn hộ của các bạn để không bị rất là tiện lợi đó ha các bạn ha. Và chúng ta di chuyển khá là tiện lợi, các bạn chỉ cần nhấc những cái này lên thôi, sử dụng lực một xíu và nhấc cái này lên để nó không còn cái hơi ở dưới này thì nó sẽ mở ra được, thì chúng ta có thể di chuyển được khá tiện lợi. Còn khi các bạn cho bé tập thì các bạn có thể gắn xuống lại thì nó sẽ hít xuống đó, bởi vì cái lực của bé tập không có mạnh, cho nên thiết kế như thế này sẽ giúp cho cái trụ chúng ta nó được gọn gàng hơn thay vì sử dụng một cái đế bự như thế này dễ dành cho người lớn ha. Đó, ok chưa? Rồi, cái sản phẩm này bên mình hiện tại đang bán với giá là 1.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc cho anh em và tặng kèm một cặp găng trẻ em Yesen trị giá 220 ngàn này nha. Rồi, bạn nào quan tâm tới sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 077 68 999, nhanh tay để được ưu đãi nha.